Euro nè. Trước khi trận đấu đã bắt đầu thì tôi xin phép được có một vài ý kiến cá nhân của mình, đó chính là tôi hơi lo ngại cho việc mà trận đấu này COG đối đầu với Rock Tiger, bởi vì những số liệu cho thấy thì bên phía của Rock Tiger họ kết thúc trận đấu rất sớm, và cái việc mà COG họ điểm mạnh của họ là đánh giao tranh rất là ổn, nhưng cái việc kiểm soát đường chúng ta đã thấy kiểm soát những cái mục tiêu, chúng ta đã thấy cái điểm yếu của họ rất rõ ràng ở trong trận đối đầu với Anbus Lunanoc. Họ để lộ ra rất nhiều điểm yếu trong cái khâu di chuyển, và chỉ mạnh trong giao tranh. Nhưng khi mà đối đầu với Rock Tiger, một đội tuyển chuyên giao tranh và sử dụng giao tranh rút lui rồi quay ngược trở lại tấn công làm điểm mạnh của mình, thì đây sẽ là một cái trận đấu mà tôi nghĩ rằng bên phía của COG sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và Aurelian Son, Mỹ tướng dạo gần đây gặp rất nhiều lỗi trong trận đấu này, đã được sách ra sử dụng vị trí đường giữa, sẽ có sử dụng dần qua Huy. Anh ta rất thích đánh vị tướng này bởi vì cái lối đánh của COG rất là đơn giản thôi. Huy anh ta sẽ chọn những vị tướng khả năng ram lên tốt, và anh ta sẽ cố gắng tấn công đường dưới càng sớm càng tốt để giúp cho cặp đôi đường dưới của anh ta xích xây có được nhiều chỉ số lính nhất là có thể, có điểm hai gục càng tốt, và tạo snowball từ đường dưới cùng với Arumu sẽ tiếp tục di chuyển trên bản đồ và lấy những mục tiêu lớn khác. Còn lối đánh của Rock Tiger là dựa đánh của Rock Tiger sẽ dựa nhiều khu vực trên của họ, khi mà Smap luôn luôn là người lấy được trụ đầu tiên đường trên dành cho bên phía Rock Tiger. Như chúng ta nói là cái sức ảnh hưởng của Smap nó là lớn nhất so sánh ở tất cả các khu vực trên thế giới, thì cái việc mà hiện tại chúng ta đang thấy rằng có một cái tam giác được tạo ra với những người chơi được đánh giá hàng đầu thế giới, đó chính là Faker, VSN cùng với lại Smap là những người chơi được đánh giá rất cao ở cái điểm này, thì đường trên sẽ là một cái đường mà tôi nghĩ rằng Da Xanh sẽ gặp ít nhiều khó khăn. Bên phía của Rock Tiger khởi đầu trận đấu với việc là Peanut, anh ta ở khu vực người đá đường trên, một con mắt được cắm ra đến từ bên phía của COG, Da Xanh đã cắm vào, nó giúp cho bên phía của COG sẽ phần nào đoán được cái thời gian mà bên phía của Rock Tiger hoàn thành xong cho mình những cái bài bùa đầu tiên. Rock họ muốn vào ngăn cái kế hoạch ăn hai con người đá của bên phía COG. Kuza đang ở đây, chúng ta cắm một con mắt ra bụi cỏ chặt ba rồi. Có vẻ như là Rock không phá nữa. Họ quyết định sẽ tận dụng cái khả năng đẩy lính từ sớm của Kama. Họ sẽ đứng đây và đẩy, cố gắng làm cho đối phương phải mất lính khi lính đẩy vào trụ càng nhanh càng tốt. Và Peanut anh ta sẽ bắt đầu vào hướng đi rừng, sẽ là phía trên bản đồ đi xuống dưới. Một con mắt cắm ở khu vực đỏ, anh ta biết anh ta bỏ qua cái con mắt, bỏ qua bãi bùa đỏ đó. Hướng di chuyển rất tốt và Huy có một tình huống đảo khá là sớm. Ray chiến công đầu thuộc về cho bên phía của COG. Wow, có vẻ như việc tôi nói nó đúng không? Đúng là anh ta sẽ ram lên, nhưng mà tôi không nghĩ là nó lại sớm như thế này. Đó chính xác là một tình huống rất bất ngờ. Rock Tiger đã phản ứng không kịp với một pha mà Huy đảo xuống khu vực đường dưới từ cấp độ 1. Đúng vậy, anh ta đi rất nhanh từ xuống khu vực đường dưới mà anh ta đứng rình, và thậm chí là Rock Tiger họ cũng không kịp phản xạ tình huống đó nữa, và Ray cũng không kịp tốc biến hay là hồi máu để phát tim tình huống lại lao lên là... Đó là điểm hai cùng thứ hai dành cho bên phía của COG, và tôi tin chắc là anh Tân cũng chưa kịp dứt lời của mình. Bên phía của Huy tiếp tục tấn công vào người của Kuro ở khu vực đường giữa, nhưng có vẻ như là những con bọ này sẽ ngăn cản tình huống đó. COG đem đến một khởi đầu rất ấn tượng cho chúng ta. Và bây giờ là Arumu, anh ta đang tiến qua rừng đối phương, anh ta gặp Peanut bị hất tung mới quay lên và anh ta lui về. Liệu Arumu có đi về được hay không? Anh ta đã đẩy Peanut ra rồi, có sự hỗ trợ của Smithy ở đằng sau. Kuro vẫn tấn công vào người của Arumu, có vẻ những cái con bọ đó cắn khá là đau. Và với hai điểm hạ gục đầu tiên như thế này, nó thuộc về một là cho Huy, một là cho Afromu, thì thực ra tôi cũng hơi tiếc một tí, nếu như nó thuộc về cho Tixay thì có lẽ đó đã là một cái điều gì đó. Khả năng đẩy lính ngay cấp độ 1 của Aurelion đã cho anh ta đảo đường ngay từ lúc đó, và vận tốc rất nhanh cộng với cái tốc hành đó đã khiến cho anh ta đi xuống đường dưới. Đối phương chưa kịp ngỡ ngàng hiểu đang điều gì cả và họ đã phải nằm xuống. Và thậm chí là Godzilla ngay tình huống tiếp theo tôi nghĩ là anh ta vẫn đang bị sốc. Thế sao hữu mình nằm xuống sớm quá. Và anh ta cũng ở lại đường, chịu một combo từ đối phương khi đối phương lên được cấp độ 2 và ngay lập tức nằm xuống. Với việc như thế này, hãy cùng nhìn về những chỉ số lính. Hiện tại thì bên phía của Rock Tiger họ vẫn đảm bảo được rằng chỉ số lính của mình không thua thiệt quá so với lại bên phía của đối thủ sau những lần nằm xuống đầu tiên. Nhưng ở đây chúng ta thấy được rằng việc mà Aurelian Son có được điểm hạ gục đầu tiên, cái việc mà anh ta gia tăng lượng trang bị, và với lượng trang bị đó cái tốc độ đẩy đường nó sẽ nhanh hơn, và lại sẽ là tiếp tục những tình huống mà đẩy xuống khu vực đường dưới tạo ra những đợt găng. Anh ta đang lên cho mình một cái giày, một điều rất dễ hiểu với những người chơi Aurelian Son, hơn những cái món đồ mà anh ta lên cho mình là phong ấn khách ám. Cho thấy tôi nghĩ là cái món đồ nó càng cụ thể hóa cái ý định của anh ta là anh ta sẽ càng cố gắng đi
và có nhiều điểm hỗ trợ để tích được cái điểm nhìn cho cái phong ấn kháng ám của mình càng nhiều càng tốt, và đây anh ta lại muốn làm điều đó một lần nữa. Thật ra nó đến từ việc là anh ta giàu ở trong cái đội đâu cái xe mà anh ta đang muốn đổ bơi. Anh ta vừa canh cái bùa lại khu kỳ cục đó hết rồi, anh ta đã xuống khu vực đường dưới, nhưng có vẻ là cặp đôi bên phía bên kia đã rút kinh nghiệm rồi. Lần này thì không có người chơi đường giữa của đối phương, họ không dám tiến lên quá cao nữa. Huy quay trở lại đường của mình và tiếp tục có những chỉ số lính. Hiện tại Phoenix đang ra và một tình huống hất tung được Huy. Lần này thì nguy hiểm cho anh ta rồi, vẫn đang lui về được với cú tốc biến của mình. Nelly trong tay thì tiếp cận khu vực đường giữa và có vẻ như họ muốn phản công và để làm một cái gì đó cho đối phương. Mất đi cú tốc biến đường giữa khá là nguy hiểm nhìn cho Huy, nhưng anh ta vẫn còn tăng tốc hồi rất là nhanh thôi. Rồi, Afromo gặp nguy hiểm rồi. Máu đang mất khá nhiều, chỉ còn 200 máu thôi. Cú bắn, phát bắn thần bí được Stick Say Che rất tốt. Họ cover nhau để có thể đi về, nhưng Afromo đang gặp nguy hiểm. Smap ở đằng sau và chắc chắn là sẽ đủ sát thương để dứt điểm Afromo. Còn chuyện bên kia thì chúng ta hãy cùng chờ xem đã. Điểm hạ gục này được nhường cho Bray. Rất chính xác, tinh thần đồng đội đến từ bên phía của Rock Tiger giúp cho xạ thủ của họ có được một điểm hạ gục đầu tiên trong trận đấu này. Vẫn một pha di chuyển tốt của Smash với cú tele của mình xuống đường dưới và giúp cho xã hội của mình trở lại trong ván đấu này bằng một điểm hạ gục. Còn đường trên đắc tăng có vẻ như anh ta di chuyển rất là trễ luôn, bởi vì trong cái tình huống vừa rồi có lẽ như anh ta muốn ở lại và farm lính nhiều hơn là việc di chuyển xuống, không có con mắt của phía sau lưng để anh ta có thể một thế đẹp vào cái tình huống vừa rồi. Smash đây anh ta sẽ dọn đi được lính từ đối phương đẩy vào. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra ở mức cầm chừng được dành cho bên phía Rock Tiger. Tình huống này Arumo anh ta thấy có mắt tím. Đúng rồi, nhưng anh ta không có đủ thời gian để phá nó. Đối phương di chuyển rất nhanh, đây bắt anh ta lại. Đây là một tình huống mà tôi đánh giá rất cao, và bên phía của Stixxay đã che, thậm chí là Smithy đã có thể nhảy vào rồi, nhưng pha phản ứng kịp thời đến từ Bray để giúp cho anh ta sống sót và có được cái điểm hạ gục đầu tiên dành cho mình. Pha nhường điểm hạ gục đến từ Smap. Thực ra tôi nghĩ rằng nó may đến từ cái pha mà anh ta sử dụng cái nội tại đánh xa của mình là nó chưa đủ sát thương, và nhận thấy như vậy Smap cũng có đủ cơ hội để có thể có điểm hạ gục. Như vậy cũng đã là rất tốt dành cho bên phía của Rock Tiger rồi. Tạm thời họ chỉ bị dừng trước 1.000 tiền mà thôi. Con số này nó chỉ làm cho bên phía của CLG có lợi một chút về việc là họ sẽ có được nhiều tầm nhìn hơn, bởi vì lượng tiền nhỏ như thế này bạn đầu tư vào mắt nó sẽ là chính xác nhất. Anh ta mua một con mắt tím xuống đường dưới từ vị trí hỗ trợ Godzilla. Bray anh ta quyết định là lên cho mình cái lưỡi hái. Có vẻ như anh ta biết cái cuộc chơi cùng với là Caitlyn sẽ là một cuộc chơi về lâu về dài, và anh ta muốn tích tiền. Chứ thực tế là nếu như mà Ezreal lên cái kiểu này, lượng sức mạnh của bạn nó sẽ chậm giữa trận vô cùng yếu luôn. Bạn gần như là không có sát thương một khoảng thời gian giữa trận so với đối phương. Sẽ phải dựa vào nhiều là khả năng giữ chân Kuro, khả năng tạo sát thương từ Venus. Aurelion Sword trong tay của Huy sẽ được nhường màu xanh. Và việc anh ta có năng lượng để có thể đẩy đường giữa thật là nhanh chóng rồi tiếp tục tạo ra những tình huống găng của mình, nó sẽ có ở trong khoảng thời gian sắp tới. Và chúng ta thấy được món trang bị mà Huy lên, đó chính là cái giày bạc nhằm gia tăng càng sớm càng tốt cái tốc độ di chuyển của mình để có thể đảo đường một cách nhanh chóng. Và khi đường giữa được đẩy cao thì Smithy có khoảng trống để tiến sâu vào trong rừng của đối phương. Một áp lực lên Peanut, và hãy xem cái phản ứng của bên phía Rock Tiger sẽ là như thế nào. Tạm thời thì Peanut chưa muốn ăn con bùa đỏ này, bởi vì anh ta biết có hai thành viên của đối thủ ở trong khu vực rừng của mình. Huy làm choáng được Kuro và cả Abramo cũng di chuyển ở đây. Một con mắt phát hiện được có khá là nhiều người ở trong khu vực. Wow, cướp được con bùa đỏ đó là Smithy. Còn khu đường trên họ đang đánh nhau rất dữ dội. Và chiêu cuối đó vừa rồi là chính xác, anh ta quyết định đẩy đối phương về, bởi vì biết là trong rừng của mình có khá là nhiều thành viên của bên phía CLG sẽ không thể nào chơi tay đôi và cố gắng dứt điểm được vị trí của Rasan. CLG đang bắt đầu co cụm lại với nhau, có vẻ như là họ muốn đẩy nhanh cái tốc độ ở cái giai đoạn đi đường này. Ngay lập tức là Huy anh ta ép cho Kuro phải sử dụng cú tốc biến trong tình huống vừa rồi. Pha di chuyển tốt lần nữa của Huy. Có vẻ như là cái việc mà những đội đến từ Bắc Mỹ họ thích nghi với cái giải đấu này cực kỳ nhanh luôn. Đúng rồi, CLG họ đang tìm ra những cái giải pháp để đối đầu với người Hàn, và cụ thể đây là Rock Tiger bằng những lối di chuyển rất sáng tạo của mình ở ngay từ những cấp độ đầu tiên và tạo lợi thế. Ở phút thứ 8 thôi, họ đang có khoảng cách là 1.500 tiền so với đối phương. Thật ra theo thống kê thì CLG là đội tuyển có cái điểm hạ gục ở trước phút thứ 15 là cao nhất ở toàn bộ các khu vực. Thì việc mà họ đang làm điều đó nó cũng khá là chính xác. Họ đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ và đánh nhau rất là nhiều để gây áp lực lên đối phương. Hãy xem tình huống này bên phía của CLG sẽ làm gì. Huy đang vòng xuống khu vực đường dưới nhằm một con mắt tím được cắm rồi. Gorilla Frey cũng biết điều này. Họ đang cố gắng về, đã bật lên cơi nới thiên hà và đang cố gắng chạy. Frey có một cú dịch chuyển của học lui về được. Còn người đồng đội của anh ta Gorilla đang bị bắt ở đây. Ba người chắc chắn có thể làm thịt được Gorilla. Và ta nằm xuống rồi. Điểm hạ gục cho Stixxay.
một lần nữa di chuyển tốt hơn đến từ đường giữa của bên phía CLG. Kohei trận này đang tỏa sáng thật sự với những lần anh ta bật tốc hành và bay thẳng xuống đường dưới như vừa rồi. Thậm chí là Ray đã phải sử dụng chung hồi máu, nhưng anh ta vẫn không thể nào thoát được tình huống đó. Anh ta biết bốn người như thế này không có đường nào để mình chạy được cả. Họ hạ gục được hỗ trợ đối phương, họ lấy được đường một đường dưới, rất nhiều tiền dành cho bên phía CLG. Tôi đang bắt đầu nhớ lại những gì mà anh Tân nói ở giai đoạn cắm trận, đó chính là việc mà bạn có cho mình ở trong đội hình là Ezreal cùng với Kama thì đây là cặp đôi rất sợ những cái sát thương dồn vào, bởi vì họ không phải là một cặp đôi quá cứng cáp. Và cái việc mà bên phía của Rock đang bị đánh rất nhiều vào khu vực đường dưới, nó đơn giản bạn thấy Aramu cứ bay vào đấy trong một khống chế thôi, rất khó để họ có thể thoát về được, đúng không? Thậm chí là có dịch chuyển của họ thì nó chỉ giúp cho Ezreal có thể sống sót thôi, còn người đồng đội của anh ta không có cái gì để có thể lùi về. Chính xác là như vậy. Và đường giữa cái lối chơi CLG vẫn đang thực hiện tốt, họ trung thành với lối chơi của mình, nhưng mà nó được nâng lên cái level mới thôi. Kohei di chuyển quá nhanh so với lại tốc độ di chuyển của bên phía kia Kuro. Anh ta biết rằng anh ta hai chẳng thể nào di chuyển nhanh hơn bằng mình được cả. Và anh ta đang khiến cho đối phương phải bận rộn đường giữa với những đợt lính. Còn mình di chuyển với những người đồng đội và bắt đầu tạo những cuộc gan. Aramu thậm chí cũng như vậy. Anh ta nãy giờ hiếm khi ở đường giữa chung với đầu của mình mà liên tục di chuyển ở đường giữa. Ổn. Và lao vào Kuro. Và anh ta chắc chắn phải nằm xuống rồi. Với việc có tận 3 người ở đây thì không thể nào mà chống chịu được lượng sát thương lớn đến như vậy. Ta mới chỉ cấp độ 8 mà thôi, và những trang bị phòng thủ thậm chí là chưa có. Trụ đường giữa đang bị gáp lực và nó mất một khoảng máu kha khá rồi. Huy đang có được một cái phong độ rất lớn, và chúng ta nghe được những cái tiếng reo hò. Lần này không còn là TSM nữa, lần này là COG đang được những khán giả đến từ sân nhà của họ cổ vũ rất nhiệt tình luôn. Màn trình diễn này là phải nói rất ấn tượng, cả với cá nhân tôi cũng như vậy. Tôi không nghĩ là Rock Tiger lại để một trong những đội tuyển mà tôi đánh giá đánh khoảng thời gian đầu trận rất mạnh mẽ như Rock Tiger. Họ là những người mà khai mở ra cái lối chơi là băng trụ giết người ở ngay từ khoảng phút thứ 10 của trận đấu thôi. Nhưng có vẻ như Counter Logic Gaming đang counter lại họ thật. Họ đang băng trụ bằng chính lối chơi của Rock Tiger và đang hủy diệt đường dưới của đối phương. Và đây sẽ là con rồng đầu tiên thuộc về cho bên phía của CLG hay nha. Có vẻ sẽ là như vậy rồi. Phoenix cùng với là Gorilla đang di chuyển ra, và một tình huống tinh vân cầu thôi, các thành viên của bên phía CLG đã phải rút lui. Nhưng con rồng này nó sẽ thuộc về cho bên phía Rock Tiger và ép khá là tốt. Rock Tiger đã cướp trắng trận con rồng ở trên tay các thành viên của bên phía CLG. Cái team ký đội hình của bên phía Rock Tiger làm cho tôi một xíu gì đó quan ngại, bởi vì hồi nãy tôi có nói với bạn rồi đó, Ezreal sẽ rất là yếu khoảng thời gian giữa trận. Rất sai nếu như lên cái hướng này là hướng chống chịu rồi thì anh ta cũng sẽ không có sát thương nữa. Thì lấy đâu ra sát thương ở khoảng thời gian giữa trận để cho Rock Tiger có thể giao tranh trực diện bên phía CLG đây, khi họ cứ liên tục tụ chung người lại với nhau và lấy những cái trụ của bên phía Rock Tiger. Khoảng thời gian đầu trận CLG đang làm rất tốt, họ đang tích được những lượng sức mạnh để giữa game có thể snowball được với hai những lượng đồ của Huy. Anh ta bắt đầu có cho mình những món đồ đầu tiên để tích lên cái trượng trường sinh rồi. Anh ta sẽ rất mạnh khoảng thời gian giữa trận đó, và cả Six Tay cũng như vậy. Vâng. Chúng ta hãy nói về tính chất của trận đấu này một tí. Nếu như mà Rock Tiger họ chiến thắng ở trong trận đấu này thì coi 3-0. Như là lượt về, họ ngồi mát bát vàng thôi, chắc chắn là sẽ có thể lọt vào vòng trong rồi. Nhưng hiện tại thì chúng ta đang thấy được một cái tình huống nó hoàn toàn khác so với những gì mà chúng ta đã dự đoán trước khi trận đấu bắt đầu. Đó chính là bên phía của CLG đang làm được một kỳ tích. Phút thứ 12 thôi, họ đã dẫn trước so với là Rock Tiger là 4.000 tiền. Không có nhiều đội có thể làm được điều này. Đúng vậy, không có nhiều đội như thế giới có thể làm được điều này đâu. Và họ đang làm rất tốt nữa chứ. Không chỉ việc là kiểm soát thế trận mà họ đang cắm mắt rất tốt nữa. Họ tính được từng bùa lợi đối phương để ra lúc nào, và liên tục tranh cướp đối phương. Vừa rồi Ismithy tính tranh con bùa đỏ so với Venus, bởi vì anh ta cấp độ 9, đối phương cũng vừa mới lên cấp độ 9 thôi. Nếu như anh ta trừng phạt sẽ có lợi một xíu. Venus vẫn đang bận rộn trong lần của mình. Lại một lần nữa là combo đến trước Apromo. Và coi bộ là Gorilla khó thoát rồi. Pha che chiêu cuối đến từ Ray cho người hỗ trợ của mình. Anh ta đang cố gắng đi về đằng sau là Venus lao lên tốc Venus tung là Stick Say. Vẫn đang bắn rất là nhiệt tình. Ray không còn nhiều máu, anh ta về một cú chiêu cuối chưa hạ gục được Gorilla và cả Ray. Nhưng cái cơ nở thiên hạ đã giúp cho Huy có một điểm hạ gục. Giao tranh liên tục nổ ra ở trong khu vực rừng của một phía Rock Tiger, và người nằm xuống tiếp theo đó chính là vị trí của Smithy. Lại tiếp tục đánh nhau, có 3 thành viên của bên phía Rock Tiger ở đây. Ray còn rất thấp máu, ta đã lui về rồi, không còn khả năng giao tranh nữa. Bắn những phát bắn thần bí không trúng ai cả. Venus lao vào Dasan, Dasan có dạng nào khủng lồ, ta đang cố gắng chạy. Chạy có được hay không? Chiêu cuối rất tốt, hất được hai thành viên vào đối phương. Và trong tương nhiên, cuối cùng thì anh ta cũng phải bỏ lại cái điểm hạ gục của mình. Như vậy là 3 điểm hạ gục để đổi lấy chỉ 1 điểm hạ gục từ phía Rock Tiger thôi. Đây là khuôn mặt của Rock Tiger khi mà những cái dịch chuyển của Smap nó được sử dụng đúng thời điểm. Và khi mà họ đánh giao tranh trong một góc hẹp như vậy, những con bọ đến từ Kuro gây rất nhiều sát thương. Vừa rồi Huhi anh ta đã lách một
lách một cái lách rất ghê, một lát nữa bạn sẽ thấy. Còn bây giờ mình hay nhìn pha này, cái pha này Avalon dùng rất là tốt rồi, tôi nghĩ là xong cái pha này là đi về được rồi, không cần phải quá cố gắng tiêu diệt đối phương. Bạn lấy được một phép hồi máu, bạn lấy được một phép tốc biến là đủ rồi. Nhưng Venus tới quá sớm, Uhi cùng với SPT lại không tới sớm được như vậy. Frey còn rất thấp máu, anh ta tính được sẽ thương, wow, lùi về. Rất may cho anh ta là anh ta còn biến để tốc biến đi ra khỏi cái chiêu cuối của Uhi. Uhi hạ gục được Godzilla. Tình huống tiếp theo này khi Smash tới và dồn khống chế đến từ Kuro, ngay lập tức hạ gục được SPT bên phía bên kia. Còn bây giờ anh ta thấy Uhi, anh ta lách nhẹ cái chiêu cuối của Smash rất tinh tế. Tôi rất ấn tượng với Frey ở trong pha vừa rồi, đó chính là anh ta rời khỏi giao tranh nhưng vẫn có thể tiếp tục gây sát thương, nhưng lại là một tình huống giao tranh nữa. Frey không còn tốc biến nữa và việc anh ta nằm xuống là điều hiển nhiên thôi. Có cả Dasan và có cả Uhi đây cơ mà. 6-4 dành cho bên phía của CLG, họ lấy được một điểm hạ gục đến từ xạ thủ của Rock Tiger. Kế hoạch của bên phía CLG quả thật đang diễn ra rất là trơn tru. Cứ đường giữa xuống đường dưới tạo thế thôi. Khi mà lấy được một trụ khoảng trống phía sau của bạn là mênh mông luôn, họ đổi lấy được. Bây giờ Sixay cùng Varamu sẽ đi lên đường trên để có thể đè nén Smash càng tốt, càng sớm càng tốt và có thể lấy được trụ. Còn đường dưới sẽ là Daxan với vị tướng nam. Bây giờ anh ta có được bú băng rồi, thì thực tế đấy, khả năng mà trao đổi trực diện với là Smash của anh ta vẫn sẽ hơn Smash hoàn toàn. Tôi không hề thất vọng với những gì mà hai đội đang thể hiện một chút nào, đó chính là cái lối đánh nó vẫn mang bản sắc của cả hai đội tuyển với những cái thông số mà chúng ta được biết. Thì bên phía của CLG và bên phía của Rock Tiger giao tranh liên tục. Tôi nghĩ rằng sắp có một tình huống giao tranh nữa ở đây đây. Dasan đang cố gắng lui về Peanut. Liệu có hất tung được Dasan hay không? Đã có một tình huống hất tung rồi. Kuro đang truy đuổi đằng sau. Và ta có bỏ anh ta còn chiêu cuối. Chiêu cuối mọi người của Dasan ngay khi anh ta ở dạng na khổng lồ. Peanut lao lên một cú hất tung làm choáng được Peanut. Và anh ta vẫn đủ sát thương để hạ gục. Tình huống rất tốt đến từ bên phía của Kuro. Nhưng khoảng thời gian là quá lâu đi. Và cái hành vi CLG họ đổi điểm hạ gục từ Dasan để lấy một cái trụ đường trên. Không cần tính, các bạn cũng biết là ai lời hơn ai rồi. Và CLG họ vẫn đang nới giãn khoảng cách về tiền so với đối phương được. Bây giờ là gần 5.000 tiền rồi nha. Ở phút 16 tốc biến lên combo rất khủng khiếp. Darumu đang cố gắng chạy và Godzilla bị thổi tung rồi. Cả Frey cũng như vậy luôn. Double kill dành cho bên phía của CLG và nó thuộc về cho Huy. Cái trụ đường trên này sẽ tiếp tục là một món quà dành tặng cho họ sau những gì mà Afromu đã làm. Đây là một trận đấu cực kỳ xuất sắc của người chơi hỗ trợ đến từ bên phía của CLG. Tôi không biết mình đang coi cái gì. Smash anh ta cũng bị combo luôn. Lại một lần nữa, hình bóng của Mata hiện trong người của Afromu đây nha. Và Smash dường như là không có cửa để chạy về nữa. Huhi tiếp tục có một điểm hạ gục. Và CLG đẹp bẹp được Rock Tiger ở phút thứ 17. Gần 7.000 tiền ở phút thứ 17. Rất khó chuyện này diễn ra. Ngay cả SKT đối đầu với Rock Tiger tôi nghĩ cũng không thể làm tốt được như thế này đâu. Những CLG đang làm được điều đó, pha tốc biến và bắn vừa rồi của Sixay để cho thấy anh ta tự tin đến mức nào. Lấy được thêm điểm hạ gục dành cho hành viên CLG, nhưng quan trọng hơn là họ lấy được đến hai cái trụ đường trên lận. Điều này đồng nghĩa với một cái việc là những con rồng tiếp theo Rock Tiger không có cửa để tranh chấp với họ được nữa. Một pha mà tôi hay nói là Evelyn có play, Alistar có play Evelyn ngay lập tức đi vào vòng thông phía sau đối phương. Và Smash lần này anh ta sử dụng chiêu cuối không trúng ai cả, không thể trách anh ta được, đối phương di chuyển quá nhanh. Tôi liên tục bất ngờ với cái mùa giải lần này với con bài Alistar. Thật sự là trong những trận đấu xuất hiện Alistar, tôi không hiểu là anh ta có một cái nội tại gì đó trong người mà có thể tàng hình ra thực hiện những cái cú combo nó chuẩn mực đến như vậy. Và Afromu, tôi nghĩ rằng nếu trận đấu này chiến thắng thuộc về cho bên phía của CLG thì anh ta sẽ là MVP. Không, tôi lại nghĩ người MVP sẽ thủ này. Bằng cái pha anh ta bật tốc hành xuống đường dưới, anh ta đã tạo một quả cầu tiết quá lớn đi. Và nó lăn cực mạnh đi đường dưới luôn, và nó lăn tiếp tục lên đường trên, lăn hết hai trụ rồi. Và tôi vẫn nghĩ nó đang tiếp tục lăn với cái KDA 700 của anh ta khung đường giữa này. Đúng, xét lại về KDA thì chúng ta vẫn thấy mạnh nhất. Rất ghê đúng không? Nhưng mà khoan đã, trước cái giải đấu này diễn ra, Huhi được đánh giá là người chơi đường giữa kém nhất Bắc Mỹ khi đến tới cây dầu đấu này. Nếu như bạn so sánh trực diện với Tencent và BSN, ta không cười để so sánh cả. Đúng. Nhưng có vẻ như cái màn trình diện của anh ta ở đường giữa, cụ thể trong trận đấu này và cả trận đấu trước nữa, tôi vẫn đang thấy anh ta làm rất tốt so với những người đồng nghiệp của mình. Thật ra vẫn có một vài đánh giá là Huhi anh ta hơi bị kém sắc, nhưng cho tới khi mà hai trận đấu gần đây nhất, cái màn thể hiện của Huhi nó khiến cho chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi những cái nhận định về người chơi đường giữa này. Bên phía của CLG họ vẫn đang làm rất tốt, họ vẫn giữ cho mình một cái phong độ rất cao, đặc biệt là trước khi đối đầu với một đội tuyển được đánh giá là có khả năng vô địch ở mùa giải lần này, Rock Tiger, với một đội hình mạnh toàn diện cả lẫn về công về thủ. Và Rock Tiger họ tôi không hiểu lắm là tại sao họ lại chọn một cái đội hình nó khả năng giao tranh yếu như vậy khoảng thời gian đầu. Với Ezreal với lại Kuro, bạn
không có quá nhiều sát thương trong một pha giao tranh, không có nhiều sát thương trên diện rộng lắm. Còn đối phương nếu như với lại Hu Huy, sát thương của bạn hàng tấn luôn. Ở với cả Na nữa, sát thương diện rộng của bạn vô cùng nhiều, chưa kể đến việc là cấu đĩa từ xa đến từ Ismithy khi anh ta lên cho mình cái dry line rồi liên tục phóng lao làm chậm, và thậm chí là siết sai khi mà lên được cho một cung luôn là anh ta bắn, và với những cái nội tại của mình vô cùng đau luôn. Đấy, một đội hình COD đang trên cơ bên phía Rock Tiger rất nhiều. Nhưng như chúng ta đã nói rồi, chúng ta vẫn thường hay theo dõi những trận đấu mà bên phía của Rock Tiger thi đấu. Họ vẫn luôn biết cách để có thể làm chủ được tình hình ở những cái giai đoạn về sau trận đấu và lựa chọn thời cơ để có thể lật ghe đối thủ của mình. Thì hãy cùng chờ đợi xem rằng liệu Rock Tiger họ sẽ có những cái động thái như thế nào ở giai đoạn đó. Còn tới thời điểm này, chúng ta vẫn đang thấy một bộ mặt nó rất là khởi sắc đến từ bên phía của CLG. Cái món đồ Hu Huy anh ta quyết định sẽ lên là súng hít tách. Cái món đồ này sẽ cho anh ta một cái kích hoạt để bắn là những cái tia làm chậm, có thể kèm thêm một tí sát thương nữa, nhưng bắn cái tia làm chậm của Hu Huy khi mà anh ta đã trở về, anh ta đang bay và anh ta có thể tiến lên phía trước thêm một nhịp nữa, bắn là những cái tia này làm chậm đối phương và anh ta lắc vòng. Thực ra đây là một món trang bị mà tôi cảm thấy rất là đáng ngại đối với những vị tướng mà có cái chức tướng nó hơi cứng cáp một tí và họ muốn bổ sung thêm khả năng dồn sát thương của mình bằng cách là lên cái trang bị này và tăng thêm một tí độ cơ động của mình. Thì Hu Huy quyết định lên món trang bị này tôi đang đánh giá rất cao, bởi vì thứ nhất là anh ta đang giàu, anh ta đang là người rất xanh. Cái việc mà anh ta có thể đảm nhiệm vai trò gây sát thương chính và dồn sát thương, nó là hoàn toàn thể nghĩ tới một pha lao ra Gorilla sử dụng chuyên tâm của mình để rút lui về, và liệu có được hay không. Smash đang có mặt đây rồi, giao tranh bắt đầu nổ ra. Kuro tới cú tốc biến giữ chân được Smithy phía bên kia. Ray đang cố gắng nhảy vào bản Hu Huy, sử dụng cho mình đó là cơ nới thiên hạ để có thể tấn công vào người đối phương. Có vẻ như cú chiêu cuối của Rasa nó không trúng vào ai rồi, và phía bên đây khu vực đường dưới đang rất sôi động. Hãy cùng chờ xem bên phía của CLG liệu có làm được gì hay không. Họ đang có 5 người, Peanut bị tấn công bởi Rasa, rất là nhiều sát thương ở dạng na tí này như thế này. Tinh Vân Cầu có làm cho anh Peanut hay không, rất tiếc là chưa quá to. Nhưng cú tốc biến vừa rồi đó là một cái thông điệp đến từ bên phía của Hu Huy, nên tôi nghĩ là nếu như anh ta không cần tốc biến, Binet vẫn sẽ nằm xuống trong tình huống đó, bởi vì Tinh Vân Cầu nó quá bự đi, không còn đường nào để Binet về trong tình huống vừa rồi cả. Và tất cả những gì Rock Tiger đã có, họ dồn thẳng vào người Ismithy, nhưng hãy nhìn Ismithy xem, anh ta vẫn sống với cú tốc biến của mình, luôn ngược ở lại phía sau, và anh ta không bị đối phương hạ gục, không được một lượng sát thương quân quỷ lớn. Chuẩn bị Giang Na khổng lồ lao vào combo được trúng hai người Abramo, quá tuyệt vời. Họ dứt điểm được vị trí của Ray. Kuro đang gặp nguy hiểm, Kuro gãy rồi, và CLG có được hai điểm hạ gục. Họ muốn tấn công Smash tốc biến ra ngoài thoát khỏi cú làm chán. Tixay vẫn đang bắn, mặc dù trụ vẫn còn đó nhưng họ cực kỳ hung hãn. Binet là vòng phía sau lưng đối phương, đối phương còn khá là thấp máu, nhưng một mình Binet tôi không nghĩ rằng một mình ta có thể làm được điều thần kỳ ở này. Sẽ cần phải có thêm những người đồng đội nữa, và đó là ai? Đó đang là Gorilla. Anh ta liệu có quyết định bay vào hay không? Tôi nghĩ là không. Arumu giơ sẵn hai cặp sừng của mình ra nói ngon để bò vào, anh hút chú ra ngay lập tức. 901. Tôi đang lắng nghe những cái tiếng reo hò của khán giả xem là họ reo hò tới đây. Rồi tôi vẫn cảm giác là Arumu có một cái gì đó rất là ghê trong trận đấu này. Thế chúng ta hãy cùng nhìn lại, đây là pha mở giao tranh vô cùng tốt của bên phía Arumu, chọn thời điểm rất chính xác. Đấy, tốc biến combo. Ray gục ngã, Kuro cũng gục ngã. Hai nguồn sát thương chính của bên phía Rock Tiger hoàn toàn bị xóa sổ. Đúng vậy, trước đó cái chiêu rất là quan trọng, Kuro anh ta sử dụng người Smithy. Cái chiêu của Kuro nó mang tính chất là giữ chân đối phương, giữ chân với mục tiêu lao vào là nhiều nhất, để cho Ray có khoảng thời gian trống và đủ phản xạ của mình để lùi về phía sau bắn. Nhưng trước đó anh ta sử dụng người Smithy rồi trong pha giao tranh ở đường dưới, và nó vẫn chưa hồi cho đến cái thời điểm vừa rồi là Abramu lao vào và anh ta quẩy tan nát đội hình đối phương luôn. Rất khó dành cho Rock Tiger rồi. Lúc này lượng sát thương của đối phương là hoàn toàn trên cơ so với họ. Hãy nhìn lượng đồ ở đường giữa, trưởng Valeria đã có. Chỉ cần mà Hu Huy vào đủ tầm chạm vào bất kỳ ai bên kia thôi, anh ta sẽ cạ người đó cho đến khi lên bảng thôi. Sáng hôm nay thì mưa, và tôi cảm giác là một cái ngày mà nó có một cái điều gì đó nó bất thường là trong ngày thi đấu nó bất thường. Ngày hôm nay trận đấu thứ ba của chúng ta thấy rằng một chiến thắng của anh Bến Luna Nóng trước T2 Esports. Còn bây giờ đây chúng ta đang thấy được một CLG đang trên cơ rất là nhiều trước so với lại Rock Tiger. Về toàn diện tôi không thể nói rằng ở mặt nào mà bên phía của Rock Tiger vẫn đang làm tốt được cả. Mặc dù là tôi rất yêu thích Rock Tiger, mặc dù là tôi rất ủng hộ cho Rock Tiger, nhưng đến thời điểm này thì tôi xin tuyên bố là tôi là fan 20 năm của CLG mất rồi. Dạ dối hết sức.
tôi đang cảm thấy rất là vui trong cái vòng chung kết thế giới năm nay, bởi vì sao? Các bạn sẽ thấy những trận đấu nó không quá chênh lệch với nhau về mọi thứ, và thậm chí những đội top team đến từ Hàn Quốc vẫn để ra những cái lỗ hở về lối chơi để cho những đội khác đến từ phương Tây có thể khai thác được. Nhưng cái trận đấu này Fury làm rất tốt trước Rock Tiger. Thì nó mở ra một cái điều rằng đó là tất cả những đội Bắc Mỹ đều đang có bước tiến vô cùng nhanh, và thậm chí là những đội đến từ Wildcat cũng như vậy. Tôi nghĩ một phần nó ảnh hưởng đến từ việc là meta thay đổi. Chúng ta thấy rằng ở khoảng thời gian gần đây đã không còn những cái meta đổi đường mà những đội Hàn Quốc vẫn đang làm rất tốt ở cái thời điểm trước đó, mà bây giờ là meta của cái việc là bạn phải làm sao ép đường để có thể chiến thắng trong cái khoảng thời gian càng nhanh càng tốt. Và kỹ năng cá nhân nó quyết định rất quan trọng đến cái điều này. Anh có biết tại sao mà COG vô địch là một tôi thuyết phục như vậy không? Tôi sẽ cần anh Tân cho một câu trả lời thật là sạc đáng. Bởi vì họ là đội đánh đổi đường hay nhất Bắc Mỹ luôn, thậm chí là hay nhất châu Âu ở cái thời điểm đó. Và họ mất rất nhiều thời gian để có thể thích nghi được với lại dạy mùa hè, bởi vì cái lối chơi đổi đường nó hoàn toàn bị xá sổ sau cái màn 6.15 đó. Nhưng có vẻ như trong cái trận đấu này, cụ thể trong trận đấu này luôn, thì họ đã tìm được cái giải pháp riêng của mình, rằng không cần đổi đường và không cần những phải di chuyển quá nhiều của vị trí đường trên Daxan để đi lẻ một mình nữa. Bây giờ cái lối chơi của họ sẽ xung quanh Huhi, và anh ta sẽ là hạt nhân chính trong cái lối chơi của họ để tạo được cái sức mạnh ở đường dưới dành cho Six Day. Như pha đầu tiên anh ta di chuyển đó, họ vẫn đang làm tốt, họ vẫn đang dịch chuyển được thế trận, lấy được những trụ bên phía ngoài. Gần như là hầu hết dàn trụ ngoài họ đã bị xóa sạch bên phía bên kia Rock Tiger. Vẫn đang thiếu sát thương, tôi vẫn đang thiếu, thấy là Ezreal bắn chưa thấm qua người ai cả. So với cái vô cực kiếm hay là cái Runan bên kia. Thứ nhất là họ bị đối phương dẫn trước quá nhiều để có những món trang bị mang tính chất phòng thủ để giúp cho Ezreal có khoảng thời gian để bắn. Trong khi thì bên phía COG họ lại lao vào quá nhanh và quá mạnh. Họ có cực kỳ nhiều thứ để lao vào. Chúng ta hãy cùng hình dung tinh vân cầu của Huhi là một cái chiêu thức khống chế phải gọi là rộng nhất liên minh huyền thoại. Rồi khả năng lao vào đến từ Afromu, từ Dasan, từ Smithy và vô cùng nhiều thứ nữa. Rock Tiger chưa có đủ những lượng trang bị để có thể phòng thủ ở lúc này, mà họ đang phải tìm ra một cái giải pháp gì đó. Tôi nghĩ bây giờ anh ta đang gồng cầu, anh ta bơi vào bơi đường trên nhưng mà chưa phải gồng cầu. Anh ta thường là bay gần tới, anh ta mới thả cái cầu của mình ra để cho cái tỷ lệ trúng của nó cao nhất là có thể. Kuro vừa rồi anh ta đọc bản đồ cũng khá là nhạy, ngay lập tức di chuyển ngược lại. Họ đang tạo thế vào Baron, họ đang quét hết mắt của đối phương và bắt đầu cắm mắt để di chuyển của Baron này. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra ổn, chắc là phải cần được lính đường dưới nó đẩy ngược lại vào trụ bên phía Rock Tiger thì siêu team có thế vào được Baron. Nhưng còn ở đây, Smithy đang cố gắng bào mẫu đến từ Venus. Anh ta đã lui về rồi. Cái diễn biến trận đấu đang chậm lại, và tôi thấy điều đó đến từ việc mà bên phía của Rock Tiger đã chủ động chậm hơn trong những cái pha đối đầu với lại đối thủ của mình, và họ ngại chạm trán hơn bởi vì họ biết là sau nhiều pha giao tranh thất bại thì bây giờ họ không có cách nào để có thể chiến thắng bên phía Rock Tiger cả, về cả lượng sát thương và về cả khả năng chống chịu họ vẫn đang rất là thiếu rất nhiều. Hồi nãy các bạn có nhớ là tôi nói rằng cái chiêu mà Kuro quan trọng nhất là cái chiêu cuối của anh ta để giữ chân những mục tiêu lao vào đúng không? Thì bây giờ hai người có khả năng lao vào dứt điểm được Ray bên phía bên kia, thậm chí là Kuro, thẳng mặt Kuro luôn, là Daxan cùng với Ismithy đều đã có cho mình cái hàng nghệ thuật rồi. Thì cái chiêu cuối Kuro nó tạm thời nó khá là vô nghĩa bởi vì bạn không thể nào vào đủ tầm để trói cái lead cả. Tầm bắn của con nàng này là quá dài luôn, và bạn cũng không thể nào trói được Huhi cả, bởi vì trói anh ta lại anh ta vẫn lắc cầu được thì vẫn có sát thương mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì nhiều cả. Cho nên là cái chiêu cuối của Kuro tôi thấy là tạm thời nó đang khá là bế trong hoàn cảnh này, phải nói là như vậy. Và thậm chí họ còn đang gặp nhiều vấn đề hơn nữa, khi đây là một đội hình mà rất khó để có thể xóa sổ những chỉ số lính. Và chúng ta hãy cùng nhìn cái cách mà bên phía của CLG họ tụ lại và họ khiến cho bên phía của Rock Tiger đang gặp vô cùng nhiều cái sự khó khăn trong cái khâu phòng thủ của mình. Mọi thứ đang diễn ra khá là xấu dành cho Rock Tiger. Đây là cái thời điểm mà tôi nghĩ là cái bản lĩnh của một nhà đương kim vô địch LCK họ cần phải vượt qua cái thời điểm khó khăn này và làm được những điều kỳ diệu. Đó là tố chất cần của một khoan đã, khoan nói đến tình huống đó đã, Abramu đang bị cứu để rất là nhiều máu và một tình huống vòng ở phía sau của hay Smep. Rất hay, Smep đã đẩy được hai thành viên đối phương về và Stixxay đã phải bốc hơi một cách nhanh chóng. Abramu đã tốc biến đi về rồi. Rock Tiger vừa có một giao tranh tôi gọi là tốt nhất cho tới thời điểm hiện tại của họ, nhưng Smep đang chống chịu nguồn sát thương đa xanh đã tới anh ta ở dạng na tiến nị.
Peanut lao ra hất tung được Dasan, giao tranh nổ ra với biệt lực phía của COG thiếu người Kuro đang gặp nguy hiểm, anh ta lui về được rồi. Rock Tiger vẫn còn đó là đầy đủ năm thành viên của đối phương và bên kia Dasan hạ gục được Ray. Dasan hạ gục được Ray, hai xạ thủ ốc hơi, giao tranh ngưng lại và cứ ngỡ như bên phía của Rock Tiger đã có lời, nhưng sau đó là pha cân bằng về tỷ số đến từ bên phía của COG. Khoảnh khắc Smep lóe sáng lên và cho chúng ta thấy tại sao anh ta là người chơi đường trên đánh giá xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại. Một pha vòng ra Frozen phía sau và sử dụng chiêu cú trúng ba người đối phương để lại một mục tiêu chính của anh ta là Sixay, hút thẳng Sixay về phía đội hình của mình, ngay lập tức xóa sổ Sixay. Nhưng phải nói là khả năng giao tranh của COG trong cái tình huống tiếp theo nó rất là ghê luôn. Ngay lập tức SMT và cả Daxan từng người một lao vào, vừa gây sát thương vừa chịu lượng sát thương từ đối phương, sau đó quay ngược trở ra. Cái này chúng ta vừa mới nói tới, Arumu bị cản đi bởi chú combo của mình đến từ UW đó của Smep, cũng làm choáng được hai người. Nhưng cái quan trọng là cái tiếp theo đây là Hu Huy, anh ta lắc vòng quá ghê đi, anh ta lắc liên tục và Daxan cũng như vậy, anh ta lao vào và anh ta chọn mục tiêu để gây sát thương, sau đó quay ngược trở lại với lại cái tốc biến và cái hành tẩy của mình. Ta không bị giữ chân bởi Kuro. Kuro cũng như vậy, anh ta tốc biến về phía sau cứ thì gây đủ sát thương rồi. Huy đứng lắc vòng thôi, anh ta chẳng làm gì cả. Rất dẻo, rất điêu luyện. Người chơi đường giữa của bên phía CLG đang cho chúng ta thấy một bộ mặt vô cùng khởi sắc của họ. Và cái công việc còn lại cuối cùng của Dasan đó chính là cực kỳ đơn giản, một cái Bitexco vào người của Frey. Frey bốc thôi, giao tranh trở nên hòa cho cả hai đội. Nhưng bây giờ chúng ta hãy cùng hướng đến con rồng thứ tư của trận đấu này, một con rồng nước dành cho bên phía của CLG. Cơ bản là đã khó rồi, nhưng bây giờ họ còn làm cho mọi chuyện khó khăn hơn khi Rock Tiger phải đứng đầu, phải đối đầu trước một CLG vừa mạnh hơn về lượng trang bị, vừa mạnh hơn về bùa lợi, và đó là hai con rồng nước. Khả năng giao tranh cò quay nó sẽ là vô cùng tuyệt vời dành cho các thành viên của Catalogic Gaming lúc này. Và cả bây giờ tôi đang nghĩ xem là ai sẽ là người tiêu diệt được Hu Huy khi anh ta đã có cho một cái dây chuyền chữ thập đây chạm mọi người anh ta gần như là chuyện không thể luôn. Bạn muốn chạm mọi người anh ta, bạn phải lướt qua được kỹ những cái vân cầu của anh ta cái đã. Tôi đang chờ đợi Smep sẽ làm gì. Tôi nghĩ Smep bây giờ mà gặp anh ta, Smep cũng sẽ tan chảy luôn. Smep không có tầm nhìn của các thành viên còn lại bên phía của Rock Tiger ở đây. Đây, Ray chứng tỏ luôn cho các bạn thấy điều tôi vừa nói. Hu Huy, con rồng này 1001 tuổi chứ không phải là ngàn tuổi đâu. Dư sát thương để có thể hạ gục Ray trong vòng một nốt nhẹp. Vậy cùng xem cái cách mà Smep bị đối thủ lắc vòng ở đây. Hai thành viên của Rock Tiger bốc hơi phút thứ 32 và cơ hội mở ra dành cho bên phía của CLG tiến tới con Baron này nó là cực kỳ lớn. Hãy cùng xem Phoenix liệu có một pha cướp Baron hay không. Anh ta đã làm được một lần trước đó, còn bây giờ không phải là knock pull mà đó chính là vị trí của Rek'Sai. Anh ta đang bị bắt một cú chiêu cuối vào người Phoenix. Phoenix rất thấp máu rồi, đã phải lui về bỏ hai người đồng đội chạy tóe khói. Và Hu Huy tinh vân cầu được đặt, trời ơi, rồi xong Phoenix. Pha này gãy rồi. Tạm biệt, em yêu rồi. Chưa. Vẫn còn đang chạy. Vấn đề thời gian thôi. Bởi vì có bố băng mà không chạy đi đâu cả. Thay tới là xong rồi. Và Arumu cho nghĩ pha của người yêu rồi, anh ta rất là chắc cú luôn. Anh ta bay thẳng lên phía trên, anh ta hút và ngăn cái nhịp lao xuống của Peanut để cho anh thấy chàng này không có bất kỳ cơ hội để cướp được con Baron vừa rồi cả. Và phải nói rằng họ không đánh giá đủ cái sức mạnh của cái con rồng này. Nó quá mạnh đi, 11-02. Và vừa rồi các bạn thấy là Frey chỉ mất đúng 2 nhịp để huy cho anh ta lên bảng thôi. Một nhịp của sao băng và một nhịp nữa từ chiêu cuối là Frey bốc hơi ngay lập tức. Trụ đường trên đang bị áp lực. Bên phía của CLG họ có bùa lại Baron, họ vẫn còn giữ được lính đánh xa đó. Trong khi Rock Tiger thì thiếu mất một người, đó là Pinus. Cái khả năng chống chịu của Rock Tiger đang bị giảm đi, nhưng có vẻ như là bên phía của CLG họ tạm thời gác qua cái chuyện là tấn công khu vực đường trên này. Sau những pha giao tranh thành công thì bây giờ họ cần một khoảng thời gian để có thể lui về và mua đồ. Đây. Và hãy xem Frey, xạ thủ hàng đầu của khu vực Hàn Quốc bị tiêu diệt nhanh gọn lẹ như thế nào. Còn Smep ở đây cũng cùng chung số phận với người đồng đội của mình thôi. Tôi không nghĩ rằng bên phía của Rock Tiger lúc này có đủ cơ sở để có thể tấn công vào Hu Huy. Cái vấn đề này nó có hai mặt nha. Phải nói là Rock Tiger đang thi đấu với một cái ngày mà họ có phong độ thi đấu không tốt. Nhưng phải nói rằng COG họ đang đánh như lên đồng với tất cả những thành viên của họ. Ngay từ những khoảnh khắc xử lý cá nhân nhỏ như thế này thôi, chúng ta cũng thấy là bên phía của COG làm vô cùng tốt. Giờ Smep gãy lần nữa.
Tôi chưa bao giờ thấy Smash bị đối phương củ hành nhiều đến như vậy. CLG họ đang khiến cho trận đấu này gần như đã là nằm trong tầm tay của bên phía họ rồi. Bây giờ chỉ cần họ làm đúng thôi, Rock Tiger hoàn toàn không có cửa luôn. Còn đường dưới đang bị tấn công, cái trụ thứ ba của đường dưới nó sẽ bị phá hủy, và nó đã bị phá hủy và sẽ là một đường dành cho bên phía của CLG. Tôi không nghĩ là bây giờ Ray có thể gây được tí sát thương nào lên người của thành viên CD nữa. Họ quá mạnh đi, và Huy đây anh ta đi thẳng lên phía trên. Dù anh ta là người chơi đường giữa nhưng anh ta chống chịu sát thương cũng cực kỳ nhiều. Thậm chí chỉ cần một cú cầu nhỏ thôi đập vào người Ray mất 1/3 máu. Ngôi sao may mắn của Rock Tiger ở đâu khi bây giờ bên phía của họ đã bị mất đi một cái trụ bảo vệ nhà chính rồi. Rock Tiger đang lạc lõng ở trong chính khu vực nhà của mình. Hãy cùng xem những điều gì nó sẽ diễn ra trong khoảng thời gian sắp tới. Tôi nghĩ là nó sẽ lại tiếp tục có lợi dành cho bên phía của CLG mà thôi. Khi mà bây giờ lượng trang bị đã là một quá vượt trội rồi, 15.000 tiền. Bây giờ con số nó rất lớn ở phút thứ 35 này. Đối với lại một đội tuyển chuyên nghiệp thì cái việc mà bạn chênh lệch 15.000 tiền ở phút thứ 35 nó sẽ là rất khó được thay ra. Nhưng bên phía của CLG đang làm được điều này. Họ đang phải nói là chiến thắng trước nhà đương kim vô địch của LCK. Cái giải đấu nó quá nhiều điều bất ngờ đi. Đầu tiên là NTZ hạng gục ADG, và bây giờ là CLG một đội tuyển chỉ đứng hạng 3 trên đánh giá như vậy. Chỉ có cần bị thôi và đang như hay. Rất hay, đẩy được hai người về rồi, và sử dụng chiêu cuối tuyệt vời của Smash. Và hãy cùng xem những gì đa xanh nào hất tung đối phương vào trong. Ray vẫn còn góc để bắn, anh ta bị Stixxay hạ gục, và Kuro cũng lên bảng điểm số double kill cho Stixxay. Smash đang bị bắn, Smash tóc biến về rồi, quát nữa không đủ vì nó thất tung đối phương để giúp cho những người đồng đội của mình đi về, nhưng anh ta phải bỏ mạng. Một điểm hạ gục nữa dành cho bên phía của Stixxay, đã là triple kill dành cho Stixxay rồi. Dasan hạ gục nốt vị trí hỗ trợ của Rock Tiger và giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của bảng A. Cái thi đấu lượt đi, vòng thi đấu lượt đi thôi. Đúng rồi, vòng thi đấu lượt đi thôi. Vòng thi đấu lượt đi thôi, và bất ngờ lại một lần nữa có chiến thắng Rock Tiger. Một đại diện đánh giá sẽ là tuyển thủ viên vô địch, và người Mỹ một lần nữa có quyền tự hào với lối chơi của những đội tuyển đến từ bên phía của họ. Và bây giờ cái tỷ lệ thắng của tất cả những đội từ bảng A là 3 đội 2-1 rồi.